VaFoTV xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một món rất đặc biệt của người Việt. Đó là món nhộng tằm rang. Nếu chưa ăn bao giờ thì sẽ rất ngại miệng, nhưng sau khi dùng đũa thử một miếng, ta sẽ không bao giờ quên được món này. Và nguyên liệu của món này cho một người ăn trong một bữa gồm có một lạng rứa nhộng tằm các bạn mua ở chợ về rồi rửa sạch bằng nước lạnh, 15 lá chanh tươi, vài cọng hành lá. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bếp thôi. Các bạn xếp từ 3 tới 4 lá chanh lại rồi cuộn tròn. Sau đó thái lá chanh thành từng sợi mỏng. Ta dùng 8 lá chanh để thái sợi. Hành lá cắt khúc bằng đốt ngón tay. Bắc chảo lên bếp để lửa vừa, sau đó cho nhộng vào. Đổ thêm một chén nước nhỏ. Sau đó cho thêm một thìa cà phê muối. Đảo đều lên cho muối tan hết, rồi đợi tới khi chảo sôi. Khi chảo sôi, ta cho thêm vài miếng lá chanh vào. Trước khi cho, ta vo nát lá chanh. Khi thấy nước đã cạn, muối đóng thành ván trên chảo thì lúc này ta gấp lá chanh bỏ đi, rồi vớt nhộng ra một đĩa riêng. Tiếp đó ta đổ một ít dầu vào chảo, sau đó cho hành lá vào và đảo đều lên. Khi hành lá có mùi thơm, ta cho nhộng vào. Đảo đều lên, lửa lúc đó vẫn giữ ở mức vừa. Khi dầu gần cạn, hành lúc này đã chuyển sang màu sẫm, nhộng thì bắt đầu căng ra. Ta cho một thìa cà phê nước mắm ngon vào và bật lửa lớn lên. Lúc này ta đảo đều tay cho tới khi dầu cạn hết. Khi dầu cạn, hành lúc này đã cháy xém, nhộng thì căng tròn ra rất đẹp. Lúc này mùi thơm bay ra khắp gian bếp. Tới đây ta chỉ cần đổ phần lá chanh đã thái sợi vào và tắt bếp. Ta bày nhộng ra dĩa, xếp vài miếng lá chanh cho đẹp. Món này dùng với cơm nóng hoặc là ăn chơi trong các cuộc nhậu. Nhộng khi ăn bên ngoài giòn, bên trong rất bùi và béo, cộng với vị thơm của hành lá đã cháy xém và lá chanh tươi, làm cho món này có độ ngon cực kỳ khó cưỡng. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Yêu quý kênh của mình, hãy cho mình một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.